bạn quay trở lại với kênh của Yeye và mẹ. Đây là kênh của bà mẹ vui vẻ và bé hạnh phúc Yeye. Ngày hôm nay mình sẽ làm bánh xèo với cái chảo siêu to, thả nặng, khổng lồ. Cái chảo này thì chắc là cũng không phải là quá to so với những cái chảo làm bánh xèo trong nhà hàng ở Việt Nam, nhưng mà đối với cái chảo gia đình thì nó cũng rất là to và nó đặc biệt là rất là nặng. Cái chảo này nặng tới gần 5kg rồi các bạn. Mình phải dùng hết sức mới bê được á. Cái chảo này là chảo gang, làm bằng hợp kim sắt và carbon. Chảo gang. Ta-da. Hôm nay mình sẽ làm bánh xèo bằng cái chảo này. Từ trước giờ mình đã thử làm bánh xèo qua nhiều loại chảo khác nhau, nhưng mà làm bằng cái chảo gang này là mình ưng ý nhất. Lý do mình làm bánh xèo ngày hôm nay đó là vì mình vừa mới thu hoạch một cái mẻ giá tí hon, mầm đậu lăng các bạn. Đây là mầm đậu lăng, tên tiếng Việt là mầm đậu lăng. Mình gọi là giá tí hon bởi vì nó giống hệt giá nhưng mà nó nhỏ thôi, chứ hon nó nhỏ xíu, là ốm nhom lắm nhá. Đó, mình gọi là giá tí hon. Thì nó làm cho mình cảm thấy thèm bánh xèo, thì mình quyết định làm bánh xèo với những cái nguyên liệu mà mình có ở trong tủ lạnh. À, nhân sẽ là nhân thịt bò, mình rất thích bánh xèo nhân thịt bò. Với lại mình đang có sẵn mấy cái cục thịt bò ngon. À, và mình sẽ bỏ ngoài cái giá tí hon, mình sẽ bỏ thêm nấm. Cái nấm này, cái nấm tròn màu trắng này nè, gọi là champignon de Paris. Các bạn xem, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái bột rồi các bạn. Cái bột này phải chuẩn bị, bây giờ sao mình thấy cái bột này phải quậy trước không? Mình để quậy trước 1 tiếng để cho cái bột có thời gian nó nở ra. Để pha bột và bánh xèo, mình dùng 1/4 cốc bột năng, 1/2 cốc bột gạo trộn đều với 200ml nước cùng 20ml bia để tạo cái độ giòn cho bánh. Và mình thêm vào 1/4 teaspoon bột nghệ để tạo cái màu vàng cho bánh xèo. Này, nấm này người Tây người ta hay ăn kiểu Tiếp theo là cắt hành lá và hành tây. Hành lá thì để trộn thẳng vào trong bột luôn, còn hành tây thì để xào sơ lên cho nó thơm cái bánh. Ok, mình đã chuẩn bị xong hết các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ làm bánh xèo trên chảo ngay đây. Bí quyết để bánh xèo thành công đó là chảo phải thật nóng. Thật nóng nha các bạn. Chảo phải thật nóng thì cái bánh xèo nó mới, cái vỏ nó mới giòn được. Trước khi đổ bánh thì phải quậy đều lại một lần nữa cái bột, bởi vì bột nó nở ra xong rồi có một phần bột nó lắng xuống phía bên dưới. Phải quậy đều thêm một lần nữa nha các bạn. Khi chảo và dầu đã đủ nóng rồi, các bạn bỏ hành vào cho nó thơm. Sau đó thì đổ bột vào. Đổ bột vào xong thì các bạn nhanh tay tráng cái lớp bột mỏng ra trên toàn bộ mặt chảo. Ở đây cái bánh đầu tiên mình đổ hơi ít bột một tí. Vì mình dùng thịt bò cho nên là mình không có xào thịt trước, vì thịt bò rất là nhanh chín. Ở đây mình sẽ xếp thịt bò vào cùng với nấm và rau luôn, rồi mình đậy nắp lại cho bánh với lại thịt chín một tí, rồi mình mới mở nắp ra để bánh nó giòn.
Mình rưới thêm dầu ăn lên cái thành chảo cho nó thấm vào trong cái bánh để làm giòn cái bánh lên. Dầu ăn nó sẽ chảy từ từ, thấm từ từ xuống dưới. Mình đậy nắp khoảng chừng 2 phút thôi để cho thịt với lại rau với nấm nó, với bánh nó chín. Thì mình sẽ mở nắp ra, mà khi mở nắp ra các bạn chú ý là đừng có để cái nước ở trên cái nắp nó chảy lại vào trong cái chảo, nó sẽ làm cái bánh bị nhão. Nó đã, các bạn thấy không, khi mình mở nắp ra thì cái bánh nó chín lên, một lúc sau cái bánh nó chín, nó giòn cong lên luôn, rất là giòn luôn. Ở đây mình lấy nguyên cái mình bỏ vào cái dĩa to để ăn luôn chứ mình không có gập lại. Wow, bò tái tái rất là ngon. Rau mầm lúc mà làm bánh xèo nó vẫn còn giữ được cái màu xanh nữa các bạn, nhìn rất là đẹp và hấp dẫn. Các bạn nhìn cái chảo ga đó, không dính luôn, cái độ nóng của nó làm nó trong nước nó giòn và nó bong luôn, không dính luôn, mình rất là ưng ý, như là ở ngoài nhà hàng luôn. Để ăn với bánh xèo này thì mình pha nước mắm ớt tỏi thôi. Ớt tỏi đường giã nhuyễn ra xong rồi thêm nước mắm vắt chanh vào thôi các bạn. Tùy vào các bạn thích ăn mặn hay là ngọt thì các bạn gia giảm lượng đường và chanh. Ôi, cái vỏ bánh siêu giòn luôn các bạn ơi. Ta-da, các bạn, đây là cái bánh xèo cuối cùng mà mình vừa làm xong. Mình ăn một cái rồi, vừa làm vừa ăn. Review là rất là ngon nha các bạn. Cái rau mầm, rau lăng này nè, làm mà bánh xèo nên nó rất là ngon, dễ làm nữa bởi vì là nó ra ít nước hơn, cho nên là lúc mà bỏ vô cái bánh á làm nó dễ hơn, nó không có làm nhão cái bột, cái bánh nó nhanh giòn hơn. Các bạn nhìn cái chảo gang làm cái bánh nè. Cái này kẹp với lại rau salad nhà mình hôm nay chỉ có ăn rau salad thôi, với lại vỏ dưa hấu rất là ngon. Dê rất là thích ăn cái giòn giòn này. Ta da, yummy. Dê ăn kìa. Ôi ngon không? Còn ăn bánh gì á? Bánh xèo. Bánh xèo. Đúng rồi, bánh xèo ngon. Ok các bạn, vậy là cái bánh này đã rất là thành công. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được nhiều video từ Gia và mẹ hơn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Ok, bye bye đi. Bye bye.